Hay đi. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin thông báo và gửi tới quý vị và các bạn những cái mặt loa cổ như 7788 em mới về được mười mấy cặp và giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và Nhất Long Audio xin cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm cũng như ủng hộ và theo dõi. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết từng cặp và để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của những cặp loa 7788. Nói đến dòng loa 7788-99 thì bên em rất là nhiều và toàn những là dòng loa tuyển chọn và đẹp xuất sắc, không một dấu chấm dấu phẩy gì. Nói về những dòng loa cổ thì bên em thì hiện tại là một trong những shop uy tín và luôn luôn có cái số lượng nhất định để phục vụ các bác những dịp Tết này. Và các bác nào có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911886266. Và bây giờ không để các bác chờ lâu nữa, em xin giới thiệu chi tiết từng cặp và cũng như mức độ đẹp của những cặp loa 7788 này. Xin mời các bác, em mời quay. Đây là cặp loa 88. Vâng, cũng như quý vị đã biết thì những dòng loa 7788 thì luôn luôn là những cái 7788-99 luôn luôn là những cái lòng loa mà nó đi theo cái giá trị thời gian. Thì những cặp loa tuyển chọn thì nó rất là đẹp. Đó. Đưa máy lại gần. Đây là cặp loa 88 các bác nhá. Loa thì sử dụng là 3 đường tiếng, một bát 30, màng giấy và gân vải nha. Những cái cặp loa đẹp thì cái gân luôn luôn nó phải tròn xe như thế này. Đó. Gân luôn tròn xe như thế này. Và đây là một cái loa mic, 2 loa mic và 2 loa chép và một chép kèn 6 lỗ. Đó, đây là cặp loa 88. Và những cái cặp loa 88 như này thì bên em đang có cái giá là đi 28 triệu đến 29 triệu 500 tùy theo từng cặp. Và bên đây nó là dòng loa 77A. 77A thì cũng cấu cấu hình có 3 đường tiếng, cũng loa sử dụng một bát 30 cm và cũng màng giấy và gân vải nhá. Gân vải thì rất là tròn, rất đẹp luôn. Đó, và đây là sử dụng một mic, một chép. Đây là những cái dòng những đôi loa chép này còn nguyên bản này. Chưa bị rụng mất cái gân này. Thì những cái dòng này thì những cái cặp như thế này thì thường em sẽ để nguyên cái gân, để nguyên cái gân zin như này. Thì bác nào thích thì em sẽ thay, mà không thích thì để nguyên này thì nó còn nguyên bản 100% này. Đó. Em sẽ giới thiệu từng cặp để các bác. Đây 77 đây. Quay cái căng này. Đấy, một cặp loa đẹp ấy thì các bác phải hiểu là những cái cặp loa đẹp thì nó đẹp từ trong, từ ngoài vào trong. Những cái cặp căng như này thì nó rất là giá trị, bởi vì tại sao những cái cặp căng này thì nó sẽ không bị thâm xuống và cái vải trong nó không bị rách, không bị hoen mốc. Đó, những cái cặp căng như này thì nó rất là đẹp. Đấy. Bởi vì những cái dòng loa cổ, các bác chơi loa cổ thì nó phải quan trọng là cái căng nó quan trọng, rất là quan trọng. Đó. Những cái cặp căng nó như thế này thì nó rất là đẹp nhá. Đó. Và những dòng loa 77 này thì bên em đang bán giá là từ 20 triệu đến 23 triệu 500 tùy theo từng cặp nhá, không phải là cặp nào cũng như giống như cặp nào. Đó, em sẽ mở một loạt để các bác cùng người trải nghiệm. Cái đấy thì quay đây kia. Đâu cái nào anh? Đây là cái phần gân của nó, gân zin đây nhá. Gân này của nó là gân zin này. Có bác khách thì đang quay video, có bác khách ra thì hỏi cái này là gân của nó sẽ bị mục, nhưng mà nếu nó mục như thế này thì bọn em thường để nguyên, nó giữ được cái độ nguyên bản của nó. Còn bình thường những gân nó lành lặn như này thì ít này, còn những dòng này bắt buộc là thường thì nó sẽ bị mục như này. Khi nào nó rụng hết thì bọn em mới nên thay. Còn bình thường nó chỉ mục mà nó dạn nứt này thì mình vẫn giữ được cái độ nguyên bản của nó như này. Thì là... Nhưng mà cái độ tiếng của nó có được trong không? Có trong chứ anh. Bởi vì cái phần loa chép này là nó không có cái sự dao động. Nó ít, là chính là nó ít dao động hơn bát với chung thì gần như là sẽ không cần thay. Bởi vì là vẫn để cái giữ độ nguyên bản của nó anh ạ. Đó. Nên là... đây là anh này. Đây như những cặp này là thay gân rồi này. Những cái cặp này là thay gân rồi. Gân của nó thì nó mủn, nó rụng hết ra thì mình bắt buộc mình phải thay gân. Đấy, thay gân thì nó sẽ như thế này. Đó, nên là đây cũng như cặp này như thế.
Cặp này gân còn đang zin anh này. Đấy, nếu mà nó rụng hết thì mình nên thay, còn nếu mà như này thì nhiều người thì người ta không cần thiết phải thay bởi vì đang giữ được cái giá trị nguyên bản của nó. Đó. Đấy, nên là đấy, có một số cặp thì còn nguyên bản nó đây. Đấy, nên là em sẽ tháo. Anh chị em, những cái cặp này thì là nó thay rồi này, còn một số cái đó, đây như cái đôi này cặp này giá bao nhiêu? Như 77A thì giá từ 20 triệu đến 23 triệu 500, tùy theo từng cặp. Còn 88A thì là giá từ 28 triệu đến 29 triệu. Đó, anh ơi, đi quay ra phía đây đằng sau cho anh. Đây quay ra phía hậu cho anh. Đó. Đây là phía đằng sau. Những cái thùng phách thì nói chung là không có gì để chê rồi. Rất là đẹp nhá. Đó. Quay hết đằng sau cho quá. Quay ở cái chỗ các anh ấy đang xem nhỉ. Đây. Đó. Riêng 77, 88, 99 thì bên em có rất là nhiều loại và để phục vụ các bác. Đó. Đây là em đang để ở cái bãi xe để quay cho các bác cùng trải nghiệm. Rất là đẹp nha các bác. Hàng của em thì nó là hàng tuyển chọn rồi, thì hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc rồi, nên là đó. Vâng, nói chung là hàng của em thì nó là hàng tuyển chọn và nó cũng hàng sưu tầm, nên là cái cốt lõi của em bán hàng thì nó là phải đẹp. Đấy, các bác nhìn những cặp căng này, những cặp căng này nó rất là giá trị này. Đó, màu nó rất là tươi, rất là rực. Đấy, nên là giá cả thì phụ thuộc theo từng cặp chứ không phải là cặp nào cũng giống như cặp nào các bác nhé. Nên là các bác yên tâm là vâng. Video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác.